Ba mình chạy xe mấy vòng rồi mới kiếm được cái chỗ đẹp này đó. Morning. Good morning, kính con yêu của bà. Chào các bạn. Các bạn hỏi mình đang làm gì nha. Hôm nay ngày đẹp trời nên hôm nay mình làm một ngày photoshoot. Hôm nay đã đi ra ngoài làm chụp hình có cây hoa lá. Tích là thứ tụi con này, nhưng mà không sao. Mỗi ngày trước khi đi là đã đi điều lại để thắp nhang ông bà. Ông bà nội. Daddy. Em mà có. Thì để cho mọi người lúc nào cũng phù hộ cho con được ngon hiền giỏi, ngoan hiền giỏi, thì nhớ là ngoan nha, hiền giỏi lớn lên sống cuộc sống bổ ích nên người đó. Đó là giờ Daddy chỉ biết làm vậy thôi chứ cũng làm gì hơn được nữa. Tại vì mấy mẹ tụi con nó cướp tụi con hết rồi, nên giờ Daddy chỉ lại thăm thôi, nó cũng chưa cảnh sát và gặp biết Daddy thì Daddy cũng chẳng muốn bother thêm nhiều anything. Để everything gọi từ từ, you know, everything will fall in place, right? Ác sĩ có trời xanh sẽ an bày. Rồi. Mẹ phù hộ cho tính trung thiện, luôn ngoan giỏi, lớn và giỏi lên người. Xong sau này cho con đồng tuổi nhau, con duyên sức khỏe tốt. Đó là những gì con phải làm. Ta nói, mẹ phù hộ cho con sức khỏe dồi dào, tốt, mọi công việc thuận lợi, tính trung thiện lên người, ngoan giỏi, mọi điều tốt đẹp. Đó, là nhớ ông bà, nhớ khỏi buồn không? Đây là Daddy Chili. Cũng mong ông hỗ trợ cho cháu giỏi luôn. Họ về đắp đại nhà cửa, lên giá như dù. Để sau này mình còn ấm để mình làm cho con mình đấy nhá. Ok, giờ mình đi ra này. Mình giờ cái xe đang còn kia để mà chụp một bộ ảnh lưu niệm kỷ niệm cuộc sống xứ người không sao. Mang cái nào đi tới mang cái đổi dép trời ơi, cameraman tưởng rồi mang dép này đi chụp bản đồ này, chụp hình như này nghĩ sao vậy, nhưng mà mang này thoải mái. Dép tổ ong, giờ dép tổ ong tổ bài cũng vậy con, quan trọng là cuộc sống mình ổn định chứ không phải là ở đôi dép đó. Mình phải khẳng định điều đó. Hôm nay trời hơi lạnh nhưng mà có cái nắng đẹp, nếu mà không tranh thủ chụp hình và ghi hình bữa nay á thì giờ bữa nó lạnh xong là hết cơ hội luôn rồi. Đó, mấy viên mới của Daddy. Đó, hỏi giờ tụi con ở bên này Daddy, Daddy chở tụi con đi chơi là như là quá tuyệt vời rồi không? Nhưng mà không sao, đời còn dài, sông còn rộng, không? Ngày nào rừng còn có, sợ gì mất củi đốt. Con phải nhớ những cái câu đó, ok? AMG V8 Turbocharged.
Cái tiếng này là tiếng đúng là lúc mới nổ và lúc mới sáng lạnh mới nghe mới đã. Oh yeah. Bây giờ nó quay cái âm thanh đó của anh quay lại. Mình này mình chạy chỉ vui thôi đó. Thật ra mình cái này chơi em đi xe thử khói chứ mình chạy phải cẩn thận nghe con, không có mình chạy nhanh đó. Đã có cho vui rồi, mình biết là mình có cái power rồi đó. Nói được power up lửa. Làm gì đây? Nó chuẩn bị hết rồi nè. Này chiếc lớn nè, chai hai nè. Chiếc giữa chai giữa nè. Chiếc nhỏ chai nhỏ nè. Chiếc này chia nhau chạy nè. Nhưng bây giờ không có anh nào ở với mình hết, thôi mình chạy hết rồi. Đầy đủ đồ chơi. À, nhà không thiếu gì đó. Tính là quay video lại xong. Thank you.
mới kiếm được cái chỗ đẹp này đó. Lá phong cà đây. Cái view này chắc ok. Ok, vô anh lấy nón anh đội rồi mình vô chương trình của anh coi. Đây đội nón này đi. Đồ chơi từ này à. Đội này đi. Hy sinh nhìn nghệ thuật khổ lắm các bạn, không phải sướng đâu. Nhưng mà phải có hy sinh thì mới ra được ảnh đẹp. Đó, giống như lại đây này, đây này, coi này. Mình chuẩn bị đồ chơi đâu. Là có quần áo này, đầy đủ mấy bộ nè. Đây gì đây là đồng hồ các kiểu, nhưng mà mình chơi tông trắng này, không có chơi đồng hồ vàng, đóng hạp đó. Tắt lưng mặt kiến này hơi bị nhiều, mặt kiến này đây để chuẩn bị những cái đồ này á. Tụi con muốn làm gì phải chuẩn bị trước phải không? Đó chuẩn bị những cái loại, những cái gì mình muốn chụp đó. Để hai ba cái mình chụp, mình thay đổi mỗi một hình mọi kiểu, lúc nào là phải hy sinh gì nghệ thuật. Cái gì của mình cũng phải hy sinh đó, không hy sinh là không có được hồi báo. Ok, giờ mình vô chụp hình đi rồi cái giờ mình quay phim sau. Rồi cái này được không? Cái đó được rồi, cái đang đeo rồi, đang đeo. Okay, chập giờ tắm này xong rồi đổi lên. Every single day.